Thì mình đang đứng đây là hẻm số 1 đường Lý Tự Trọng của thành phố Cần Thơ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đến đây để ăn trưa một cái quán cũng khá là nổi tiếng trong rất nhiều năm tại hẻm số 1 đường Lý Tự Trọng này, đó là quán vịt nấu chao Thành Giao nha các bạn. Theo mình tìm hiểu thì cái quán vịt nấu chao này rất là nổi tiếng và ăn rất là ngon tại thành phố Cần Thơ. Quán này rất là lâu đời các bạn. Đây là trước cổng nè các bạn. Giờ mở cửa thì từ 9 giờ đến 23 giờ. Dạ không cô. Ở đây là bảng hiệu của quán nè các bạn. 1/8 đường Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Có số điện thoại bên dưới. Đây là không gian quán các bạn. Giờ này thì lượng khách thì mình thấy không được nhiều. Nhiều nhất là buổi chiều nha các bạn. Chiều ở đây đông khách. Đây là không gian phía bên bên hông của quán. Quán này thì cũng rất là nhiều món nha các bạn. Menu rất nhiều món, đặc biệt là món lẩu vịt nấu chao. Hiện nay mình đến đây để thưởng thức một cái lẩu vịt nấu chao nè các bạn. Cái lẩu này giá nhiêu anh quên rồi? 250 ngàn một cái lẩu này các bạn. Một cái lẩu vịt nấu chao khá là đặc biệt. Mình ăn có rau bún nè, rau mồng tơi. Ngoài ra thì ăn mì thì sẽ tính tiền thêm nha các bạn, ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu. Đây, nồi lẩu vịt nấu chao Thành Giao. Để mình với cái menu để chia sẻ đến các bạn nha. Menu này cũng rất là nhiều món luôn các bạn. Đây. Đây, cái món ốc đây nè các bạn. Ốc bu nè, sò huyết, nghêu. Đặc biệt là món ớt này mình cũng thấy thì mình được biết thì cũng rất là ngon nha các bạn. Ớt xào lăn nè, ớt chiên nước mắm, chiên bơ rồi nè. 100 ngàn một dĩa. Gà, bò nè các bạn, chuột chuột nữa nè, nhiều món lắm ha các bạn. Cái này là thức uống. Dãy bên hông này thì gần 10 bàn. Khoai, cái này khoai. Khoai tây, bún, vịt.
thịt quá nhiều luôn các bạn ơi. Thịt nhiều lắm đó. Không biết hai người ăn có hết nổi không? Quá nhiều. Thịt vịt nè các bạn. Cái ngọt. Rồi nước đậm đà quá. Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ. Dạ cái nước sốt này ngon hả chị? Dạ. Cái này em biết rồi, bán lâu lắm hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Bỏ ba lô dưới đi. Dạ được, không không sao, không sao, để đi. Dạ. Dạ. À dạ. Món ớt thì cũng ngon lắm không? Dạ. Dạ. Lá nước xương chiên giòn, chuột chiên mà nước. Chuột chiên đó ha. Dạ dạ. Chấm thử miếng chào à. Ngon. Ừ, cái lẩu 250.000 mà thịt nhiều quá các bạn ơi. Quá nhiều thịt luôn. Rau thì ăn thoải mái luôn các bạn. Cái mồng tơi nè. Cái bơ xanh nó kiểu nèo luôn. Vịt nấu treo. Vịt nấu treo này là nổi tiếng nhất là ở Cần Thơ các bạn. Không phải riêng cái quán này mà hầu như ở Cần Thơ này bán rất nhiều điểm bán lẩu vịt nấu treo. Nhà quán này là một trong những cái quán ngon nhất nè các bạn. Ăn thêm mì không em? Ừ, từ từ ha. Bỏ thêm cải rồi, cải ăn ngon quá. Nói giờ này thì mình thấy đông khách rồi đó. Mình đặc biệt ở đây là buổi chiều là đông nhất, buổi chiều mát đó. Bán tới 10 giờ rưỡi tối. Mua vịt thịt nào không? Ồ, thịt nạc nè các bạn ơi. Thịt này là vừa ăn lắm đó các bạn. Con vịt này thì nó cũng không có còn nhỏ mà cũng không có già lắm nè. Thịt vừa lắm. Giờ này khách đông quá các bạn. 11 giờ. Quá đông.
gọi gì nước. Không dừng bình hồng không? Trước phía bên phải này như có phòng lạnh, phòng lạnh. Ồ, phòng lạnh này được cả 10 bàn các bạn. Đây là quầy bếp nữa. Video chia sẻ một địa điểm ăn uống vịt nấu chao tại thành phố Cần Thơ mình cũng xin kết thúc ở đây, và cũng mong rằng nếu các bạn có xem video này thì cũng có thêm một địa chỉ tham khảo ăn uống. Nếu có dịp đến Cần Thơ thì hãy đến đây trải nghiệm và thưởng thức một lần các bạn nhé. Xin chào.